Thôi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ vào thăm cái những cái vườn bơ mà mình đã ghép. Và đây là vườn bơ sau đúng một năm mình ghép này. Là bơ 034 nhá. Cây này mình ghép chính xác là 5 cái chồi. Và tỷ lệ sống chỉ một chồi là nó bị đèo thôi, không phát triển được. Ở đây mình sẽ lên đây đem những cây bơ to hơn, cây tuổi thọ cao hơn và đã cắt ghép lại và phát triển rất đẹp này. Đó, một năm tuổi mà vừa rồi cũng có trái bỏi đó nhá. Giờ hiện tại chờ mùa năm sau thôi. Bỏi thì không không nên để. Đó. Rất đẹp. Hầu như cái tỷ lệ của mình ghép á thì tỷ lệ sống trên 90% nhé. Bởi mình biết cách chọn chồi và biết thời điểm ghép thì sẽ sống rất nhiều. Đó. Chứ còn mình không biết cách chọn chồi và không biết thời điểm để ghép thì cái thời điểm đó chồi sẽ bị chết đi. Và đây là cây mình mới ghép được chưa đầy 20 ngày này. Và bắt đầu cũng lũ chồi rồi đấy. Đó. Mâm chồi bắt đầu phát triển đấy. Đó. Đây là những mía. Chưa đầy 20 ngày mà nó bắt đầu đẩy mầm ra rồi nhá. Những cái chồi này bắt đầu phát triển và có những cái mâm chồi này mà lên thì mình phải bẻ đi nhá để nó lấy sức nuôi vào những cái chồi đang được ghép. Đây, những cái chồi này nó cũng bắt đầu lũ ra, nó cũng lũ ra tương đồng với những cái chồi đã ghép nhá. Cái chồi này là bị con gì nó chín hoặc cái là leo lên này làm rạch đi, nhưng mà vẫn đang bình thường, chỉ là bị chín hoặc là con sóc á. Đó. Như tỷ lệ cây này một năm qua đến năm sau là cho thời điểm là một năm rưỡi đi, là đến mùa 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 nặng là sẽ cho hoa. Và tỷ lệ một cây này phải cho được ít nhất là một yện đó nhé, ít nhất là một yện một cây. Cái giá trị 034 thì ăn rất ngon,
Nhưng so với thời điểm dịch bệnh này thì chúng ta cũng không ai biết được là cái giá trị của từng loại bơ, không ba tư, cu ba, thanh bích, thì mỗi loại nó sẽ có một cái giá tùy theo biến động theo thị trường. Và xin kính chào và quý vị và các bạn đã ghé qua tham quan kênh Nhịp Sống Nông Dân nhé, để được chia sẻ nhiều về những kinh nghiệm của bà con nông dân, thì mình sẽ làm thật nhiều những video hữu ích cho bà con. Bà con cũng nhớ đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.